Đà Nẵng, Pháp hội Thiền hành Hoa Đăng kính mừng Đại lễ Phật Đản 2024 tại chùa Tam Bảo. Hòa trong không khí hân hoan đón mừng Phật Đản, tại các tự viện cũng trang nghiêm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Vào hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 năm 2024, tức ngày 29 tháng 3 và ngày mùng 1 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng, ngôi tổ đình Phật giáo Nam Tông tại miền Trung tổ chức chương trình Pháp hội Thiền hành Hoa Đăng kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Tại buổi lễ, đạo tràng Phật tử hân hoan đón nhận thời thuyết giảng Phật Pháp do Thượng tọa Thích Chánh Định, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mở Pháp hội về ý nghĩa thiêng liêng mùa đại lễ Vê Sắc Phật Đản, tôn vinh thông điệp Phật giáo vì hòa bình, vì sự an vui, lợi ích, hạnh phúc cho chúng sinh. Sau thời thuyết giảng Phật Pháp là lễ thiền hành hoa đăng tụng kinh truyền Pháp Luân kính mừng Đại lễ Phật Đản. Đạo tràng thiền hành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, mùa lễ hội Phật Đản gọi là mùa lễ hội Vesakha Puja, mùa lễ tam hợp kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật là Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn. Dịp này, chư tăng Phật giáo Nam Tông thường luân phiên tụng kinh trùng tụng Tam Tạng truyền Pháp Luân, thực hành thiền định, thiền hành hoa đăng, cúng dường chư Phật, chiêm bái ngọc Phật xá lợi, thọ hạnh đầu đà và nghe giảng Phật pháp. Tại chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng, nghi thức lễ tắm Phật cầu nguyện quốc thái dân an bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 âm lịch đến ngày 18 tháng 4 âm lịch.